À, tranh thủ đi mua ít đồ ở siêu thị để tối có cái ăn. Chứ bây giờ hàng quán đóng cửa hết rồi. Nhà nhìn cây cối rơi rụng hết rồi. Rồi nhìn gió. Ôi, rất là nguy hiểm luôn. Phải tranh thủ chạy về trước. Tối nguy hiểm lắm. Nhà nhìn thấy cây cối gió mấy. Gió khủng khiếp luôn. Ôi, về tới khách sạn rồi, sao khỏe rồi. Ô. Thấy cây. Scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ OLED độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác. Kinh khủng không? Gió đang rất là lớn. Thì quá tốt luôn. Về tới khách sạn an toàn là vui rồi. Anh Trung quản lý khách sạn cũng là một khán giả của vlog ngoài đường Pit luôn, nên là hỗ trợ cho mình rất là nhiều mỗi khi mà mình ra Hà Nội để đi tác nghiệp. Thì anh cũng vừa khoe là con trai của anh là 1.5 năm nữa là vào lò đào tạo PVF. Bé thì đang được đào tạo tại trung tâm bóng đá cộng đồng HIF của bên chỗ anh Lưu Danh Minh, anh Nguyễn Đức Thắng á. Cho nên là bé tiến bộ rất là nhanh. Và bây giờ thì anh nói là bé sắp được vào lò đào tạo PVF là quá mừng luôn cho bé. Cái thời tiết lúc này ở Hà Nội thì bắt đầu là gió giật và mưa ngày một nặng hạt hơn rồi. Thật sự là quá nhiều nỗi lo vào tối ngày hôm nay. Quên mất cả, bây giờ phải tranh thủ đi lên lầu lấy cái tô với cái đĩa để tối nay còn nấu mì ăn. Đi lên lầu mượn nào. Nhà hàng ở lầu 9 của khách sạn. Mình ở đây nhiều cho nên là mình cũng quen thuộc. Hello. Hello. Ở đây nhiều nên là mình cũng khá là rành. Và tranh thủ mượn cái tô, cái đĩa. À đây rồi. Are you a supporter? Supporter Thái Lan? Oh, how many people? How many people are Thai? 26 people. Oh, 26. 26 people stay here. I'm not sure. Oh. Only one. Only one. Yeah. Wow. Chào bạn cổ động viên này đi cổ vũ. I'm sorry, Matt, Russia and Thailand cancel. Yeah. Yeah, I know. Okay, thank you. Xin được chia sẻ với quý khán giả là lại rất là tình cờ là ở đây lại có một bạn cổ động viên của Thái Lan. Còn kia là sân Mỹ Đình nằm trong cơn mưa bão rất là lớn kìa. Mình tranh thủ lấy cái đĩa. Một cái đĩa như một cái tô. Trình độ tiếng Anh của mình thì rất là tệ luôn. Nhưng mà được cái là cũng hiểu sơ sơ được, cho nên là nói gì thì cũng ít nhiều là cũng có thể là dịch được để khán giả có thể hiểu. Bạn này là một trong 26 cổ động viên của Thái Lan sang Việt Nam để mà chuẩn bị cho cuộc đối đầu
để chuẩn bị cổ vũ cho cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, cũng như là trận Nga với Thái, nhưng mà cuối cùng thì trận đấu đã bị cancel rồi. Ok rồi, để làm một tấm hình kỷ niệm. Bình thường thì Dũng sẽ ở phòng này cơ, mỗi lần mà đi tác nghiệp thì được ưu tiên ở cái phòng riêng biệt như thế này, phòng 901, nhưng mà vừa rồi thì mấy anh có nói Dũng là thôi ở cái phòng ở dưới tiện tác nghiệp hơn, thoải mái hơn, đỡ bị làm ồn vào buổi sáng, tại vì buổi sáng thì rất là nhiều khách họ lên đây để họ ăn sáng. Gió rất mạnh luôn. Mượn được cái tô là cực kỳ là quý luôn. Đấy, vậy là tối nay yên tâm nấu mì gói ăn rồi. Rồi, hóa ra là ở khách sạn này thì rất là tình cờ là có thêm một bạn cổ động viên của Thái Lan nữa, cũng sang Việt Nam để mà cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Masatada ECE. Và ngày 10 tháng 9 tới đây thì trận đấu mới diễn ra. Và mưa gió như thế này nên là bạn ấy cũng không thể đi đâu được. Và có nhờ anh Trung là chuẩn bị cho bạn ấy một ít đồ ăn để mà ăn tối xong rồi nghỉ ngơi thôi. Vì cũng không thể đi ra ngoài được. Ở trong tình cảnh như thế này thì ai cũng như ai cả. Còn xin được chia sẻ cùng với quý khán giả là sáng ngày mai thì đội tuyển Nga họ sẽ đáp chuyến bay trở về nước. Và chính vì vậy mà bây giờ thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang xem xét tình hình để mà chuẩn bị bố trí cho đội tuyển Thái Lan. Họ sẽ tập luyện như thế nào đó theo như cái yêu cầu của phía Thái Lan nhằm hướng tới cái cuộc chuẩn bị đối đầu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10 tháng 9 trên sân quốc gia Mỹ Đình. Cũng liên quan đến những cái thông tin về bóng đá Việt Nam thì vào chiều ngày hôm nay, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận đấu với đội tuyển U22 Uzbekistan ở trên sân Heilong Sport tại Changsha, Trung Quốc. Và kết quả chung cuộc, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã để thua tỷ số là 0-2. Hai bàn thua của đội tuyển U22 Việt Nam đến ở phút thứ 17 của trận đấu với một tình huống chúng ta phải chịu penalty, và ở phút thứ 26 của trận đấu với một cú sút xa đẹp mắt của cầu thủ Uzbekistan. Và như vậy là sau hai trận đấu thì đội tuyển U22 Việt Nam đều phải nhận thất bại. Đầu tiên là thua Trung Quốc 1-2 và ngày hôm nay là thua U21 Uzbekistan với tỷ số là 0-2. Vào ngày 10 tháng 9 thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận đấu khép lại giải bóng đá giao hữu CFA Team China 2024 gặp đội tuyển U22 Malaysia, và chúng ta sẽ cùng chờ xem là liệu sẽ có chiến thắng đầu tiên cho đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta hay không. Còn về tình hình chuyển nhượng cũng như là tình hình chuẩn bị lực lượng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mà rất là nhiều khán giả đã quan tâm và hỏi vlog ngoài đường pitch á, thì lúc nãy mình cũng mới nhận được phản hồi từ phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai về trường hợp của cầu thủ Bruno Bayo. Đây là cầu thủ ngoại binh mà phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã liên hệ làm việc và thậm chí là đã có kế hoạch để đưa bạn ấy sang Việt Nam rồi. Tuy nhiên là trong cái chương trình livestream thì Dũng cũng đã đề cập đến cái câu chuyện đó là có những cái vướng mắc trong cái điều khoản ký hợp đồng và cái điều khoản mà đền bù hợp đồng trong trường hợp là thanh lý sớm á, giữa Bruno Bayo với Hoàng Anh Gia Lai chưa được cầu thủ này chấp nhận, và vì vậy mà phải có thay đổi về cái điều khoản đó, dẫn đến việc là cho đến thời điểm hiện tại thì Bruno Bayo vẫn chưa bay sang Việt Nam để hội quân với đội bóng, trong khi là mùa giải thì cũng chuẩn bị tới rồi, và điều này khiến cho rất là nhiều người hâm mộ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai rất là nóng ruột.
Tuy nhiên là chiều ngày hôm nay á, thì đội có một cái trận đấu nội bộ trên sân Pleiku để mà chuẩn bị cho mùa giải đó. Thì người ta thấy có sự xuất hiện của một cầu thủ tiền đạo ngoại cũng thi đấu ở V-League mùa giải trước. Và hiện tại là bạn ấy cũng đang có mặt để tập luyện cùng với câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Đây có thể xem là một cái phương án dự phòng trong trường hợp là Hoàng Anh Gia Lai không ký được hợp đồng với Bruno Baio thì sẽ sử dụng cầu thủ này. Thì chúng ta cùng chờ xem là cuối cùng thì chốt được cái tên nào nha. Còn bây giờ thì mình tranh thủ là nấu mì gói, ăn tối, nghỉ ngơi và hẹn gặp lại cả nhà trong chương trình livestream vào tối ngày hôm nay nha. Scan mã Manto, trúng ngay quà xịn, xe máy điện thiết kế theo yêu cầu, iPhone 15, bộ lớp độc quyền và hơn 400.000 giải thưởng khác.